Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CCA Channel và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với sao chép giao dịch copy trade, một cách để chúng ta có thể kiếm được tiền, tạo được thu nhập. Về copy trade thì mình nghĩ rất là quen thuộc đối với anh em rồi. Chúng ta copy theo những lệnh giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và từ đây nếu họ chiến thắng thì chúng ta có thể nhận được tiền, chúng ta có thể nhận được lợi nhuận theo những cái giao dịch của họ. Và trong thị trường crypto thì sẽ có rất nhiều nền tảng về copy trade để chúng ta có thể tham gia, và video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn về một nền tảng copy trade có tên là TraderWagon. Đây là một trong những nền tảng sao chép giao dịch được đánh giá là phổ biến và hàng đầu thế giới, được hợp tác với Binance Future và kết nối với Binance API để cho phép chúng ta có thể là dễ dàng tạo và quản lý danh mục sao chép giao dịch ở trên cái nền tảng này. Thì nói đơn giản hơn là TradeWagon liên kết với nền tảng Binance nên là chúng ta có thể sử dụng cái tài khoản Binance và sao chép giao dịch ở trên cái TradeWagon này. Thì trước khi vào phần hướng dẫn cho các bạn có thể tạo được tài khoản TradeWagon thì song song với việc tạo tài khoản này, các bạn còn có thể tham gia thêm một sự kiện ở trên kênh CCA, đó chính là sự kiện ưu đãi dành cho người dùng mới của CCA Group. Đăng ký tài khoản TradeWagon để có cơ hội để chia sẻ giải thưởng lên đến là 500 USDT. Về thời gian diễn ra hoạt động này thì sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 và sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 2. Về cách thức tham gia thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải đăng ký tài khoản TradeWagon thông qua liên kết của kênh CCA, hoặc là nếu không vào đường link thì các bạn khi tạo tài khoản thì có thể nhập cái mã code này vào. Đây sẽ là cái mã code của kênh CCA ha. Rồi thì đó là cách thức tham gia đầu tiên. Cách thức tham gia thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu tham gia sao chép giao dịch ở trên cái nền tảng TradeWagon này. Và 50 người dùng mới may mắn sẽ nhận được đó là 10 USDT trên một người ha. Và 10 USDT này hoàn toàn là tiền tươi. Khi mà trúng thưởng thì các bạn sẽ nhận ngay vào cái ví spot của Binance luôn ha. Vì chúng ta sử dụng tài khoản Binance để liên kết với nền tảng này. Và với cái suất trúng lên đến là 50 người thì cái tỷ lệ trúng với kênh CCA cũng khá là cao ha. Về thể lệ tham gia sự kiện thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải join vào trang TradeWagon Việt Nam. Cái đường link mình cũng sẽ để trong phần Europe ha. Tiếp theo là các bạn sẽ cần phải liên kết tài khoản Binance với nền tảng TradeWagon để nhận phần thưởng. Và danh sách người chiến thắng sẽ được công bố sau khi sự kiện này kết thúc, tức là sau ngày 16 tháng 2 ha. Về giải thưởng thì sẽ được trả vào cái ví Binance Spot của các bạn sau 14 ngày khi mà danh sách người trúng thưởng được công bố. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể tạo được tài khoản của TradeWagon, liên kết tài khoản Binance và có thể sao chép giao dịch copy trade ở trên cái nền tảng này. Bước đầu tiên thì như mình vừa chia sẻ trong cái sự kiện Europe rồi thì các bạn sẽ nhấn vào đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video ha. Đó chính là đường link của kênh CCA. Hoặc là khi các bạn vào đường link mà chúng ta không thấy cái phần ID giới thiệu thì các bạn có thể nhập cái ID này vào, và cái ID này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có thể là tạo tài khoản bằng hai cách, đó là sử dụng số điện thoại ha và sử dụng mail. Hiện tại thì mình đã sử dụng mail để đăng ký rồi nên là mình sẽ sử dụng số điện thoại. Với các bạn là chúng ta đăng ký tài khoản bằng điện thoại thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tìm mã vùng 84 của Việt Nam ha. Rồi thì ở đây các bạn sẽ điền lại về số điện thoại của các bạn và chúng ta sẽ bỏ đi số 0. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải set up về password, và các bạn sẽ cần phải tuân thủ một số cái điều kiện nó đưa ra ở đây. Rồi phần dưới này sẽ là phần ID giới thiệu, thì phần này nếu các bạn không có thì các bạn nhớ điền cái ID này vào. Cuối cùng là chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là tôi đồng ý ha. Sau đó các bạn sẽ tích vào phần tạo tài khoản. Rồi thì sau khi nhấn vào tạo tài khoản thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã code OTP vào số điện thoại của các bạn ha. Với email thì nó sẽ gửi thông qua mail. Rồi thì mình sẽ check lại về cái mã code trên điện thoại ha. Rồi sau khi đăng ký thành công thì các bạn sẽ có một cái dấu tích xanh như thế này, nó báo cho các bạn là bạn đăng ký thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải chấp nhận thỏa thuận của cái nền tảng này. Các bạn kéo xuống tuốt dưới cùng phía dưới này. Đó, các bạn kéo xuống hết thì nó mới cho chúng ta là đồng ý cái bước tiếp theo ha. Và ở bước thứ hai thì cũng tương tự như vậy, các bạn kéo xuống dưới hết thì nó mới cho chúng ta qua bước tiếp theo. Rồi sau khi đã đăng ký tài khoản thành công thì giờ nó sẽ yêu cầu chúng ta là liên kết với tài khoản Binance, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là liên kết tài khoản ha. Nó sẽ đưa chúng ta vào phần cài đặt tài khoản, thì ở đây các bạn có thể thấy cái dòng là liên kết tài khoản Binance nè, các bạn nhấn vào phần liên kết ha. Nó sẽ chuyển chúng ta qua tài khoản Binance mà các bạn cần liên kết, thì ở phần này chúng ta sẽ nhấn vào tiếp theo ha. Chúng ta đăng nhập tài khoản Binance. Rồi chúng ta sẽ đăng nhập về mật khẩu nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xác thực bằng Google Authenticator ha. Rồi và cái số điện thoại này thì mình đã liên kết với cái tài khoản Binance chính của mình rồi nên là mình không có thể là liên kết tiếp được ha. Nếu các bạn nào chúng ta liên kết thành công thì ở đây nó sẽ hiện một cái dòng chữ đó là liên kết thành công.
Còn cái tài khoản này thì mình đã có liên kết rồi và mình không thể liên kết lại, nên là mình chỉ hướng dẫn tượng trưng cho các bạn ha. Và liên kết với tài khoản Binance là một điều bắt buộc ở trên nền tảng Chainwagon này, nên là nếu các bạn nào chúng ta chưa có tài khoản Binance thì có thể đăng ký qua đường link của kênh CCA để có thể là giảm được 20% phí giao dịch. Và việc nạp rút tiền từ Binance qua cái nền tảng Chainwagon này cũng sẽ không có mất phí. Rồi, sau khi các bạn đã liên kết với tài khoản Binance thành công thì nó sẽ có cái đường liên kết ở đây ha. Các bạn liên kết bằng số điện thoại thì nó sẽ có cái số điện thoại ở đây, hoặc là email thì nó sẽ có cái email ở đây. Và sau khi đã liên kết thành công thì chúng ta đã có thể là sao chép giao dịch ở trên cái nền tảng Chainwagon này. Rồi, và bước tiếp theo là chúng ta sẽ vào trang chủ của nền tảng này và tiến hành là sao chép giao dịch copy trade ha. Ở trong phần trang chủ này thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái nhà giao dịch chuyên nghiệp khác nhau để các bạn có thể sao chép theo. Việc của chúng ta là lựa chọn những nhà giao dịch phù hợp có cái phần trăm lợi nhuận cao dành cho những người sao chép. Để bắt đầu sao chép được thì ở những cái nhà giao dịch này các bạn sẽ thấy cái chữ sao chép ở đây ha. Những nhà giao dịch nào mà full số lượng, full slot rồi thì chắc các bạn sẽ thấy cái chữ đầy ở đây. Còn nếu mà những nhà giao dịch nào vẫn còn slot thì chúng ta sẽ thấy được cái chữ sao chép. Đó, ví dụ như mình muốn sao chép nhà giao dịch này thì chúng ta sẽ nhấn vào phần sao chép ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải cài đặt một ít cái thông số, đó chính là phí cho mỗi đơn đặt hàng, tức là cái phí vào lệnh của các bạn ha, từ 10 đô thấp nhất cho đến là 1.000 đô. Tiếp theo là cái số tiền mà các bạn muốn sao chép theo cái nhà giao dịch này, thì các bạn muốn giao dịch bao nhiêu, muốn sao chép bao nhiêu thì các bạn có thể điền vào đây. Ví dụ như ở cái tài khoản Spot Binance của mình liên kết hiện tại đang còn khoảng là 53 đô và mình muốn sao chép số tiền là 50 đô thì các bạn sẽ điền vào đây ha. Rồi, và tiếp theo là về cài đặt chốt lãi và cắt lỗ. Về chốt lãi thì các bạn muốn chốt ở bao nhiêu phần trăm, lợi được bao nhiêu phần trăm các bạn muốn chốt thì các bạn sẽ cài đặt vào đây. Tiếp theo là về cắt lỗ, thì nếu các bạn không muốn rủi ro cao thì chúng ta có thể là đặt cái phần cắt lỗ này thấp thôi. Ví dụ như khi lỗ 10% thì các bạn có thể cắt được rồi, đó thì hạn chế cái rủi ro cho chúng ta ha. Rồi, tiếp theo là về đòn bẩy, thì ở đây sẽ là giao dịch future nên là chúng ta sẽ có đòn bẩy ha. Và đòn bẩy mặc định ở cái sao chép giao dịch của Chainwagon này sẽ là X10, còn lại thì sẽ phụ thuộc vào nhà giao dịch ha. Nhà giao dịch có đòn bẩy bao nhiêu thì các bạn có thể lựa chọn là theo nhà giao dịch, lựa chọn cái đòn bẩy theo họ, hoặc là các bạn có thể là lựa chọn cái đòn bẩy X10 thôi để hạn chế cái rủi ro, hạn chế cái việc là cháy tài khoản ha. Tiếp theo là về một số cái cài đặt nâng cao. Và những cái cài đặt nâng cao này thì mình nghĩ là khi chúng ta tham gia copy trade thì chúng ta sẽ không có quan tâm nhiều đó. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cái cài đặt nâng cao này, muốn chi tiết hơn về cái copy trade thì các bạn có thể đọc trong những cái phần này. Và cuối cùng là sau khi các bạn đã cài đặt xong thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là tôi đồng ý ở đây ha, và các bạn nhấn vào cái phần là nộp thì các bạn sẽ có thể là copy trade theo cái nhà giao dịch mà các bạn đã chọn. Đó, thì về cái ưu điểm và lợi ích của copy trade này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tạo được thu nhập mà các bạn không cần phải có quá nhiều kinh nghiệm hay là kiến thức trong việc trading. Chúng ta chỉ cần là sao chép theo những nhà giao dịch chuyên nghiệp và các bạn có thể kiểm soát được hoàn toàn những cái như là danh mục đầu tư nè, rồi những cái về cắt lỗ hay là chốt lời hay là cái đòn bẩy. Đó, thì chúng ta có thể cài đặt được những cái cơ chế này để kiểm soát tối đa rủi ro ha. Rồi, vậy thì đối với những anh em đã dày dặn kinh nghiệm, đã có kinh nghiệm trong trading thì chúng ta có thể làm những gì với copy trade này? Ngoài việc là chúng ta có thể copy theo những nhà giao dịch khác thì các bạn còn có thể trở thành là lead trader, đó là sẽ trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp để những người dùng khác copy theo. Thì để trở thành lead trader thì các bạn sẽ kéo lên trên, chúng ta sẽ thấy cái phần lead trader trên đây ha. Và phần này thì chúng ta sẽ cần phải đăng ký vào một cái form. Ở cái form này thì các bạn sẽ cần phải điền đầy đủ thông tin như là nickname nè, rồi cài đặt về avatar nè, nhập địa chỉ email của bạn hay là nhập về phần giới thiệu bản thân. Đó, thì các bạn sẽ cần phải điền đầy đủ cái form này để cho cái nền tảng Chainwagon duyệt qua. Và kết quả xét duyệt thì sẽ được thông báo qua SMS hoặc là email mà các bạn đã đăng ký trong cái form này trong vòng 14 ngày làm việc. Và nếu mà các bạn đăng ký không thành công thì các bạn phải đợi ít nhất là 7 ngày để có thể đăng ký lại ha. Về quy tắc sao chép giao dịch thì với lead trader thì danh mục đầu tư có hiệu lực tối đa sẽ là 6 ha, với số tiền đầu tư tối thiểu là 500 USDT hoặc là tài sản tương đương như vậy. Về số lượng sao chép mỗi danh mục đầu tư thì sẽ là từ 100 cho đến là 250. Với copy trader thì danh mục sao chép tối đa sẽ là 10 và số tiền đầu tư tối thiểu sẽ là 100 USDT và tối đa lên đến là 50.000 USDT hoặc là tài sản tiền điện tử tương đương ha. Về lợi ích của việc mà chúng ta trở thành một lead trader thì chúng ta sẽ có thể kiếm được lên đến là 10% lợi nhuận cũng như là 10% hoa hồng từ các nhà giao dịch sao chép. Đó, thì ngoài việc nhận được phần trăm lợi nhuận rất là cao thì các bạn còn có thể là tạo được cái sức ảnh hưởng nè. Nên là những anh em nào chúng ta muốn tạo cộng đồng nè, anh em nào chúng ta muốn tạo group về trader thì anh em có thể là thử vào cái tính năng là lead trader này, trở thành một cái nhà giao dịch chính ha. Và tổng hợp lại ở trong video này thì chúng ta sẽ có các cái bước đăng ký về tài khoản Chainwagon nè, liên kết tài khoản Binance để có thể là copy trade sao chép giao dịch ở trên cái nền tảng này. Và cùng với việc đăng ký tài khoản đó thì các bạn còn có thể tham gia thêm một cái sự kiện độc quyền ở trên kênh CCA để có thể nhận lên đến là 10 đô tiền tươi ha.
Rồi, và còn lại thì nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới video, hoặc là có thể join vào group CCA trên Telegram để cùng bàn luận cũng như là tham gia sự kiện trên group ha. Và video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.